Xin trân trọng giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra kèo hẹn kỳ pháo giữa hai cao thủ FIFA xếp hạng kế bên tài nhỏ nha các bạn. Nắp blue và tài đen. Trận đấu bắt đầu điểm 0-0. Nhắc lại kèo kỳ pháo kèo hẹn giữa blue và tài đen. Điểm nắp blue 1-0. Một pha dứt kỳ quá khéo léo của nắp blue. Điểm cho nắp lưu 2-0. Đây là sân nhà của nắp lưu nha các bạn. Tài đen vừa mới rơi xa lại cho nên chưa có khởi động kỹ nha các bạn. Vô 10 điểm tới. Chạy vô hậu em. Vô. Hay lắm. Vô. Nghe em thanh thanh đó. Vô. Bên kia chọi nổi nha các bạn. Vô. 5 điểm đổi sân. Pha dứt kỳ bỏ nhỏ quá đẹp của nắp lưu. Điểm 3-0 nắp lưu. Nè nắp lưu lại đây vé cái nắp lưu. Nắp lưu hiện tại bây giờ nhà bán cơm. Cơm sườn, cơm gà. Ai muốn ăn gì hãy đến với nắp lưu nha. Hiện tại bây giờ nắp lưu đổi tên là Luki. Thường anh em Luki ô anh em ra đi. Nhắc lại chậm chứ cháy rồi đây đúng không? Dạ không. Cần đối đầu với ai nữa nè ta. Không. Không. Đẹp tiếp luôn 3-0. Quá đẹp. Kỳ sấy thiệt chứ. Dạ xe lông như bán cặp rồi các bạn. Không lúc nào xoáy cặp. Vô. Hay quá. Vô. Xoáy thì là một pha quả bóng may mắn của nắp lưu. Điểm 4-0. Mày em thanh ơi. 4-0. Đó là trọng tài anh ơi. 10 điểm tới nha các bạn. Vô. Quá đẹp. Cà phê. Pha trả bóng ở vị trí quá khó của tài nhỏ đã làm khó nắp luôn. Điểm cho tài nhỏ 1-4. Bên kia là tài đen đến từ Lâm Kiến chợ mới An Giang, còn bên là Lưu Nóc Nóc Lưu đến từ Mỹ Hội Đông chợ mới An Giang. Chưa để xem bóng đừng có cãi chơi vui vẻ và đổi đây. Mày đâu mày nhiêu
năm mới. Điểm số này gọi là chữ nắp lưu thắng điểm 51 nha các bạn. Rồi hai bên đổi sân điểm hiện tại bây giờ là 2-5 cho tài đen. Quan trọng là điểm kết thúc nha các bạn, nắp lưu xài cà phê quá. Quá hay. Quá đẹp. Hôm nay nắp lưu đi pháo quá đỉnh rồi. Điểm cho nắp lưu 6-2. Bóng rồi, điểm cho tài đen 3-6. Thật sự mà nói nắp lưu quýnh nhiều cái quá đẳng cấp các bạn. Nhiều người bình thường không thể đánh được. Quá hay chơi nắp lưu. Luôn là chú yêu đâu. Đưa anh em xa bờ hay gần bờ là do nắp lưu. Điểm cho đèn 36. Tiếp tục là một kỳ lỗi của đắp lô điểm 46. Một pha kỳ bánh cơ bóng lỗi trên cho đắp lô quá đẹp, quá đẳng cấp. 7-4 cho đắp lô. 7-4 đến 10 tới nha các bạn. Hiện tại bây giờ đắp lưu đang có rất nhiều cao thủ đang cò kè mon men với đắp lưu. Kèo hẹn này lâu lâu nhưng thật sự khán giả ngoài rất sụp luôn rồi. Sẽ đấu tiếp tục điểm cho đắp lưu 7-4. Vô. Một pha kỳ lỗi quá xa của đắp lưu. Điểm 5-7. Tiếp tục là một pha kỳ lỗi của nắp lô điểm 6-7. Bóng bay. Bên kia nắng á. Chỉ có nắp lô mới là người đưa vào bờ hay xa bờ là nắp lô thôi. Rồi. Tiếp tục là phi bóng lỗi của nắp lô. Điểm 7 đều. Trời ơi. Tầm 2 gói anh Tiến. Chắc hồi nãy. Tầm 2 gói á. Mới đi tầm 2 gói á. Điểm 7 đều. 7 đều. Vô. Bên tài đen còn 5 thôi. Tiếp tục là một pha bóng lỗi đắp lưu điểm 8-7. Liên tục là những pha đánh bóng lỗi khó hiểu của đắp lưu. Anh em hàng 6 ở ngoài từ trạng thái vui sang trạng thái buồn hiểu buồn thiêu rồi. Điểm 8-7. Vô. Bên kia nắng đó, cho nên chá anh Lâm ơi, bên kia nắng quá chá. Đây là một cái tình huống là có cảm giác như là điều lệ, điều lực thì không các bạn. 10 lần sẵn sàng. Nắp lưu chưa thắng lần nào tại sân này. Đây có thể nói là lần thứ 11. Ông là tâm lý đó anh Lâm. Đẹp mà. Tốt quá. Vô. Nãy giờ tao quá trời luôn rồi. Quá hay cho nắp lưu. Quá hay cho tài đen. Tiếp tục là một pha kêu bóng lỗi năm lưu điểm 9-7. Quá hay tài đen ơi. Một cuộc loại ngược dòng quãng một không biết kết quả như thế nào. Bên kia nắng cháy cho nên hồi nãy tài đen nửa xe đậu không được nè. Bỏ vậy nghe. Điểm cuối điểm 97 cho tài đen anh. 97. Bóng bay kết thúc trận đấu để giành phần thắng về cho tài đen. Cuộc đua vòng một của tài đen.
sách này nó luôn không thắng thì thôi là không còn kèo hẹn người nói chân luôn. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc Tông Lưu ơi, điểm số vậy mà để thua, xin chia buồn. Trận đấu thứ 11 phá kỷ lục thật sự gấp luôn. Kèo hẹn không bao giờ thắng nổi, không theo điều gì đây kia, không biết cái lời quen nào hay không. Xin chia buồn cùng gấp luôn.